Rồi, Di xin chào tất cả mọi người nha. Bảo xin chào tất cả mọi người luôn nha. Chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình đang có mặt tại có đường kinh Bảy Thước nè mọi người. Này ở hậu Mỹ Bắc B của huyện Cái Bè nha mọi người. Sau lưng mình là Bảo với Trương. Trương này thì lúc trước có cái kênh là Rễ Miền Tây. Sau này lập lại kênh mới là Trương Long An nha mọi người. Mọi người có xem thì ủng hộ Trương. Trương Miền Tây à, Trương Miền Tây. Mọi người có xem thì ủng hộ Trương nha. Để review được cái địa điểm câu mọi người nè. Câu sẽ dập cặp sau mấy cái sông mọi người. Cái đó. Đây cái đó mình câu lên tới tên Mỹ An luôn mọi người ơi. Nói chung là cái đường mới này thì mình cũng không có biết rõ được. Nhà có giao lưu với Trương là Trương dẫn đi đó mọi người. Rồi, không để mọi người lại đâu thì mời mọi người trải nghiệm đi câu cá với ba anh em mình nha. Mồi thì hôm nay mình đi là dế nè mọi người. Không. Vẫn là những con dế béo nút đó. Lưỡi thì lưỡi câu mình đi số 3 nha. Móc dế gì nè mọi người. Đây chì. Phao thì phao dài đó mọi người. Mình gắn cái màn ý nè mọi người đó. Để vô mấy cái bụi mà bỏ vô không được á, mình tháo màn ý ra mình câu không. Cần thì tiếp tục là cần trúc Đà Lạt nè mọi người ơi. Câu ngắn thì tầm khoảng 1m2 đến 1m3 là vừa mọi người. Mới rút bụi được mới ngon đó. Rồi bây giờ bắt đầu đi câu thôi. Rồi. Bỏ vô thử mấy cái hốc này nhấp thử rồi. Có con nào nó ban lên không? Nó ăn thiệt mọi người. Ăn thiệt nè. Trời ơi cái trê. Bỏ thử nè Bảo. Bỏ thử mà ăn thiệt. Ôm Bảo với được con cá rô nữa mọi người. Ôi cái tre này giống tre vàng quá. Nè tre đã cho. Đâu có cái tre. Còn cá rô con Bảo nè mọi người. Bảo làm tôi liên tục á. Hai con lượt luôn. Rồi nè mở đi. Đây sao ấy. Tụi móc vô cái tay mình luôn. Cái Bảo nó mở hai con luôn. Tính bỏ vô thử hả? À. Ăn nhẹ. Ừ ăn nhẹ ăn thiệt. Nè, mở con anh luôn. Bỏ cái gì? Nhìn giống như cái like quá không phải đi vàng. Đó đã rồi. Rồi, đi câu nữa mọi người. Bảo. Dạ. Đây gần cái gô Bảo. Gô đâu? Dòng ra trước, ai ăn lưới gắn dính. Đó, dòng ra. Nó, ngay đó. Cái nó rồi. Cái gô bự rồi. Cái chuyện xảy xuống nha. Ai ăn lưới dính. Đây nè. Cầm từ từ coi chừng ấy. Bụng nó lại nha, để ấy. Còn dưới đâu? Dạ. Bụm nó lại để nó xảy. Không xảy được. Xảy đó, lưới rắn mà. Vịn nắm liền đi. Ủa cái rô bị chán luôn mọi người. Tưởng rắn không à. Hay gì cũng cá rô. Chắc quá không được. Tới đây, tới đây. Dục qua. Từ từ. Ôi. Cái rô bự chảng luôn nè mọi người. Đã chưa? Rồi. Con này có 2.5 con nè. Vô, ngon rồi. Lưới rắn á. Mán cái rô. Trương thì đang ngồi ở bển đó mọi người. Đó. Trương đang cầu ở bển. Hên hên nhìn thấy. Ờ giờ mình đi câu tiếp thôi. Nước là mấy này nước mưa chứ nó cá nó lên á. Thêm một con nữa nè Trương ơi. Hai con luôn. Cá bên bờ.
con luôn, ba con luôn. Hết luôn rồi. Cá ngu lên bờ nè mọi người. Lại đây Bảo. Hả? Nó đưa cái hụn Bảo. Ba con luôn. Ủa, người ta ăn cái muốn bệnh phổi. Lên bờ luôn. Lên bờ. Nè. Ba con hả? Để mình đi cá. Nè, thì có ba con lận mà. Trời ơi. Đi lên trước thử coi còn không. Ủa cá rô bự. Cá rô bự không mọi người? Nó có lên không? Rồi. Ơi, chui quá chui rồi mọi người ơi. Bắt con ếch chà bá luôn. Đã mọi người, quá trời rồi. Có còn không? Nhiên đang đứng đây thấy nhúc nhích nhúc nhích. Làm mê quá buồn xuống anh trật té cái. Kiếm ơi, có đâu không? Hết rồi, có. Em tưởng nó dính lưới nha, nó bò lên luôn á. Ừ, có cái nó nhúc nhích à. Hết rồi đó. Rồi đi nữa thôi. Ui, đi đi. Thôi nó nó. Đồ cá bự rồi. Cá bự rồi. Chắc cá trê quá. Cá bự, cá bự, cá bự. Cá lóc, cá lóc, cá lóc. Rồi sao mày? Dính không? Dính, 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 dính. Dính rồi, à, quá trời rồi. Nó đãi người mới rồi Trương ơi. Cá đãi người mới rồi. Bự mà. Wow. Giờ sao chui ra? Thôi được rồi, để mình chui ra đúng không? À. Đây mới bắt con ếch vậy lên cho chắc nè mọi người ơi, quá trời đã. Ồ, để xuống là một cái bụp liền, ăn liền luôn. Ủa, kéo phao xuống lên tim. Mở Bảo. Con này mà con nãy hồi nãy con kia mới chết đấy. Hồi nãy lúc mà kia thấy con kia nó chết. Cái đó hả? À? Thì là nó hồi sinh lên đây. Quá trời đã. Nó cứng kìa. Mưa mưa này nó vô mé. Chắc nó đợi mấy cái rồ lóc xuống nó quất. Đợi mấy cái rồ ăn à. Không ra hả? À? Hên đi câu này câu lưới bự. Tét lên trên. Giật mạnh ra đây đi. Sẵn có cái chị đây mình mượn cân thử luôn nha mọi người. Hỏi chị ơi, này con cá này nè. 3.7g luôn. 3.7g rồi mọi người. Đó. Còn cá đã ghê chứ. Bự chán. Ừ. Trả lại chị nè, chị đang đi bán đồ. Rồi giờ tiếp mọi người ơi. Có cái rô nhỏ ục. Nãy giờ nhấp chưa có con nào lên trơn ha. Lên 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 l
tôi dính. Tính để cho nó rút một cái đi luôn rồi. Của mình lên mọi người ơi. Của Trương. Trương chảy hả? Nó không nhỏ như cái tôi ha. Con này à, nhỏ mọi người ơi. Hai ngón tay à. Cái góc này ngon quá mà. Rút xuống ha. Rồi, mở ra mọi người. Nó còn giận giận nè. Trời ơi. Rồi. Trời ơi, nó bay lên luôn mọi người. Ui. Nó sợ ăn không kịp vậy. Nó sợ ăn không kịp luôn. Cá uống nước rồi mọi người. Cái miệng này cá đồng cá mập ha. Bảo với nó xui. Vô. Đá một mồi đi luôn. Đó. Ngon rồi. Cá u nu nước không ta? Cá đã cho mọi người. Đó. Trời. Cá toàn cá u không ai. Kéo à? No, kéo nè. Kéo bự rồi. Cá bự. Trời ơi, cá nhỏ. Bự nó hú kìa trời. Tròn mà nó bằng ra luôn á, chứ không phải là cá này nó tròn ha. Do mà nhìn cái đuôi cục ngón à. Nó đủ mồi á. Ừ. Nó phát triển bị ngang, nhưng không phát triển bị dài. Cá mập lù luôn mọi người. Đó. Bảo làm con cá rô đã mọi người. Nhỏ luôn kìa. Nào à? Cái ông bù che đó. Ồ. Đã gì vậy? Muốn phao liền luôn á. Nó không bị đâu, nó chìm cái phao xuống. Ba ngón tay luôn nè mọi người. Đó. Người mập nha. Cá rô này đã ghê trời. Mọi người thấy không, để lên tay đã không? Rồi nè, mở đi bảo. Để mình lại đảo mình câu luôn mọi người. Ké cho nó coi. Thiệt rồi. Trời ơi, tưởng cá nhỏ nè mọi người. Hay nhẹ, cá rô không có nhỏ. Ở đây cũng có cá rô đực nữa nè. Cá rô nó ốm ghê mà. Nè mọi người ơi. Cá rô đực mình nó dài. Ôi, bảo đâu có cá bự kìa. Ủa, vô đem đây bảo. Đó, đem đây.
đem đây, đem đây. Wow. Cá chồng gió nu. Cá cái này gì nữa. Trời ơi, cá nó ú rồi mọi người. Muốn cần ba ngón tay hả Bảo? Đó. Thôi gì mấy. Vô. Rồi, không thôi. Nó. Trời, kép kìa. Ui. Quá mê. Trời ơi, con cá nè mọi người ơi. Bốn ngón tay luôn. Để xuống cái kéo thấy mê luôn trời. Đó. Thôi nè. Vô đi con ơi. Quá đã nha mọi người. Nó. Trời ơi. Bảo nó lên được, con cũng bự. Nó. Trời ơi. Lên liên tục luôn mọi người ơi. Cá u nu luôn á. Lên cá bự rồi, cá này thì nó nhỏ mọi người. Cá này tầm ngón rưỡi à. Vô. Cá còn đớp quá trời luôn mọi người ơi. Nó. Cá bự rồi. Trời ơi, bỏ qua không? Đóng đi. Nó làm con nhỏ mọi người. Con của Bảo thì nó khoảng 2 ngón tay thôi. Mừng cá rô nút luôn nè. Còn nào, ấy đi. Dịch là đã tay rồi. Gỡ cá đi để mình gỡ mấy chén trà của mình mọi người. Xuống là đớp liền luôn. Qua đây nè Bảo ơi. Cái rô này rô nhỏ mọi người. Trời ơi, u nu rồi. Đó, 2 ngón tay thôi. Rồi, mở ra. Đi tới con kênh này thì nó mưa rồi nha mọi người. Trời mưa ngâm dưới nước rồi mọi người. Giờ lại mình ngủ trưa về luôn. Mưa thì hồi là xong. Mưa rồi về ha. Lúc đi bữa nào anh câu tiếp chứ mưa về có đâu câu được nữa. Sáng giờ mắc mưa quá trời. Rồi đi.
Tại mưa quá trời mưa. Mưa quá lớn. Mưa quá cá nó lên bờ hay với lại sao? Cái này rẻ rồi. Chịu ăn canh bị cá nó không chịu ăn. Rồi, nhét đi con. Rồi, video mình đến đây là kết thúc nha mọi người. Đi tới con kênh này là con kênh kênh nhì nè mọi người. Nhưng mà tới đây trời nó bắt đầu nó mưa rồi. Với lại cá này nó không ăn người ta câu trước đó mọi người. Bây giờ mấy anh em mình là kết thúc. Và bây giờ để mình quay lại cái thành quả này cho mọi người xem nè. Chúng ta vô mấy cái góc giật bên kênh Bảy Thước á, có mấy góc nó ngon. Cá nó không bự. Làm được mấy con cá lóc rồi mọi người. Đó, trời gọng viên cá rô giờ nó khô nhớt luôn á. Nó làm quá. Ừ, viên một em cá chê. Mới cá rô có mấy được cá rô mề nè mọi người. Miếng cá rô mề to to không. Tính ra làm cũng được khoảng mười mấy con rồi mọi người. Trương thì trưa hôm nay đi cũng có nhiều, cũng được mười mấy con đó mọi người. Này đi là có cá giật. Ừ, có cá giật nhưng mà kiểu như nó ăn không được mạnh ha. Chúng nền sáng ngày trời mưa rất là lớn mọi người, mọi người thấy nó lên bờ luôn á. Rồi mưa với cá lên luôn câu. Cảm ơn mọi người đã xem video ủng hộ mình nha. Rồi bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Chào mọi người.